Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm dầu gội đầu từ bồ kết và các lá cây từ thiên nhiên. Dầu gội này có tác dụng chống rụng tóc, không gầu, không ngứa, giúp mái tóc mình mượt mà, chắc khỏe, lúc nào cũng cảm thấy tự tin về mái tóc của mình ạ. Nước gội đầu mình gồm có, thứ nhất là xả. Xả ngoài mùi thơm ra còn có rất nhiều tác dụng là như giúp máu lưu thông tốt hơn. Chống rụng tóc. Thứ hai là lá lồm. Lá lồm có vị chua, có rất nhiều vitamin giúp tóc luôn xuân mượt ạ. Tiếp đến là lá bưởi ạ. Lá bưởi có mùi thơm, có tác dụng trị và ngăn ngừa gầu ạ. Tiếp theo là lá ổi. Lá ổi trị rụng tóc, chứa hói đầu ạ. Còn lá này nữa ạ. Lá này thì mình cũng không biết là lá gì, nhưng mà dân tộc Thái mình gọi là bơ hỉn. Lá này là có tác dụng làm mượt tóc, trị nấm ở đầu. Lá này thường ở trên núi cao mới có ạ. Vì đây là dầu truyền thống của dân tộc mình nên từ khi còn nhỏ mình đã dùng rất nhiều lần cái lá này để đun gội đầu ạ. Và đây là vỏ bưởi. Vỏ bưởi là có kích thích mọc tóc, giúp tóc lúc nào cũng dày hơn ạ. Tiếp theo là cỏ mần trầu. Cỏ mần trầu với chanh và bồ kết đã được nướng hoặc rang lên ạ, cho mùi thơm. Mình sẽ cho tất cả những cái đồ này vào đun trong vòng 2 ngày 2 đêm. Bình thường mình gội đầu một lần mình chỉ lấy 2-3 quả bồ kết thôi. Nhưng vì mình làm nước dầu gội đầu cô đặc nên mình phải lấy rất nhiều bồ kết.